Trời ơi, sáng nay nằm lướt máy thấy nhiều cảnh đời quá. Hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2024. Thấy nhiều nhất là già rồi sống với ai. Giờ thấy tin sập cầu Phong Châu do bão lũ. Bao nhiêu cái cảnh đời, bao nhiêu biến cố xảy ra. Nhớ lúc còn đi học ở bậc trung học, giờ văn học sử. Một nhà văn Pháp quên tên rồi đã nói: mọi thứ trên thế gian đều không bao giờ là tuyệt đối, và cái kết quả của mỗi người nhận được là hoàn toàn khác nhau. Tuổi già đã đến, tre tàn thì măng mọc, các bạn già cùng tuổi trạc tuổi. Nhiều bạn đã đến nhà mình chơi và mỗi người mỗi cảnh than thân trách phận, gặp nhau mổ xẻ cái định lực chim sẻ là già rồi sống với ai. Ở với con là gánh nặng cho con hay là vô dưỡng lão, nên hay không nên? Nhiều người cho rằng để gửi cha mẹ vô dưỡng lão là đồ bất hiếu, là hất hủi cha mẹ. Sao các bạn không tìm hiểu? Mình có người bạn thân tên là Samsung S21. Thế là mình bật Google lên hỏi: ở Việt Nam có viện dưỡng lão nào kể cho biết đi? Và được trả lời hàng loạt các viện dưỡng lão. Nhưng ô kìa, có tên một viện dưỡng lão hiện ra trước mắt mình, đó là dưỡng lão Tâm An ở Thủ Đức, khánh thành một tháng nay với phương châm: nếu bạn không thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương. Của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Các bạn của mình ơi, các bạn có thể tìm đến nơi này để đồng hành, để cùng nhau thấu hiểu và yêu thương, cùng mang đến sự ấm áp thân thuộc như mái ấm gia đình. Và viện dưỡng lão Tâm An đã nỗ lực xây dựng hệ sinh thái dưỡng lão xanh, an toàn, khoa học, tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu mong muốn của người cao tuổi, với đa dạng các loại hình dịch vụ chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống thọ, cùng hàng loạt hình ảnh cơ sở vật chất thật là mới mẻ. Đó là tất cả những gì mà bạn Google đã cho biết. Và nếu các bạn thân của tôi ơi, nếu các bạn muốn xem thực tế thì hãy liên lạc với mình để chọn một ngày nào đó cùng nhau đến tham quan viện dưỡng lão này, để mình chọn một nơi sống cuối đời, tâm an dưỡng lão. Mình viết vào cái ngày hôm qua là ngày bão lũ Yagi nằm nhà, tháng 9 năm 2024. Hãy subscribe.